Sáng ngày 25 tháng 10, triển khai nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định số 104 quy đề TTG ngày 25 tháng 1 năm 2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2024. Trước khi làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại Bộ phận Một Cửa phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, thăm và làm việc tại Bộ phận Một Cửa của huyện Tiên Du và Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh trao đổi tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ghi nhận và bày tỏ ấn tượng với kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của tỉnh từ cấp phường, cấp huyện và tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Bắc Ninh. Tại cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2024, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh, công tác cải cách thủ tục hành chính được lãnh đạo Đảng, nhà nước chính phủ rất quan tâm. Theo đó, chính phủ đã ban hành nhiều văn bản về cải cách thủ tục hành chính, đổi mới mô hình một cửa, một cửa liên thông, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại các bộ ngành địa phương. Cũng theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bắc Ninh là một trong những địa phương ở phía Bắc có lợi thế thuận lợi trong thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Do vậy, để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tháo gỡ các rào cản về cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục giả soát gần 3.400 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, bao gồm thủ tục hành chính của các bộ ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Về thí điểm mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh, Bắc Ninh có nền tảng rất thuận lợi khi đã có một trung tâm hành chính công của tỉnh, có 8 trung tâm hành chính công cấp huyện. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nâng cấp toàn bộ hệ thống hạ tầng thông tin, giả soát cấu trúc lại quy trình các dịch vụ công trực tuyến, liên thông để đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, tiếp tục giả soát cắt giảm thủ tục hành chính nội bộ với mục tiêu cắt giảm 20% thủ tục hành chính nội bộ hiện có, định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.